Gia đình em hôm nay lại chào các bác nhé. Đây các bác, hôm nay thì có lẽ là một cái ngày đặc biệt, rất là đặc biệt với Mập. Thì hôm nay thì gia đình nhà em có ông bà với lại bác ở xa tới gia đình chơi. Đây là ông bà và bác ở trong miền Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Thì nhà em có công việc, thì ông bà và bác vừa một phần. Lý do là một phần vừa ra là công việc, tiện thể là đợt này ra thăm Mập, vì lý do là rất là hay theo dõi, cũng rất hay xem qua những cái video nhà em chia sẻ, thì thấy quá trình lớn lên phát triển của con nhé Mập thì ông bà cũng rất là thích và yêu mến. Thì bao nhiêu lần thì cũng không có thời gian và cũng không chưa có điều kiện để ra, thì nhân tiện thì hôm nay nhà em có công việc thì ông bà cũng ra thăm gia đình, và nhân tiện là công việc, nhân tiện là ra thăm gia đình, và tiện thể là thăm nhé Mập luôn. Hôm nay thì ông bà đã thực hiện được cái ước muốn của ông bà, là tận tay chứng kiến và tận tay nhìn thấy thực tế Mập ở ngoài ngoài đời như thế nào. Tại vì mọi khi thì tất cả đều xem và chia sẻ ở trên video, và ông bà có gọi điện video thôi chứ chưa được chứng kiến, chưa được theo dõi, chưa được nhìn trực tiếp và chưa được tận tay sờ vào người Mập. Thì hôm nay ông bà đã được thực hiện theo ước muốn. Các bạn, đôi khi trong cuộc sống thì nó cũng có những cái điều đơn giản thôi, nhưng mà nó hoàn toàn là rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó lại mang lại hạnh phúc cho rất là nhiều người. Cháu mà ở đâu thì làm ở đâu là nó làm một chỗ thì nó chơi đàn nó nặng cạnh, nên là cứ làm sao cứ phải gần chỗ bây giờ. Đây coi, cái là tập tập đây, nó là tập tập, cái nó tập tập ở đâu nó là cái nó sợ nhất là cái sừng của nó. Thế là nó chơi bình thường thì không sao, nhưng cái sừng nó kiểu cái bản năng của nó lại cũng dụng ấy. Mày lúc cái sừng mày Mập đây đây chủ nó gọi cho nó bỏ đi. Mấy con chó rồi, nó ra biết dạy biết huấn luyện, nhưng mà người ta huấn luyện ngựa ấy. Có thời gian mà biết huấn luyện thì con này biết nhiều trò, bảo nó biết kiếm mấy cái bành nó đủ lợi lượng, cái bành lượng nó lấy gì nó ấy. Cái biển nó không, bọn này nếu mà nó thông minh, tôi nghĩ là thông minh như này có thể huấn luyện, nhưng chẳng qua là mình không có phương pháp để huấn luyện. Thời gian đâu ạ? Nó vẫn ăn cỏ bình thường. Vâng. Mắc bây giờ mà có chỉ quan mà để cá tắm tắm là đang là cái giá
Ôi trời ơi. Ông ấy dành hết rồi mấy con chó rồi. Ăn ghê lắm, không biết bao nhiêu cho đủ. Đòi. Chó nhỏ cũng xinh kìa. Con nào cũng thích ăn quà. Nhà là có ba đồng chí là tiêu thụ bim bim. Ăn. Bim bim này, ổi này, dưa hấu này. Kẹo sô cô la này. Ghê quá. Không pha cái gì. Chân sau này để làm cho cái giày mềm mềm đi chẳng phải nó dẫm vào chân Việt Nam mình nữa. Chân này móng nó cứng. Nó dẫm vào đầu. Ôi trời. Hôm nay nghe vẻ chắc vừa ăn cám no rồi, không ấy mọi ngày là mình đi đâu là theo là đòi là chợ ăn chưa đủ cữ là đòi kinh lắm á. Mèo thì chắc ngồi ghế salon miếng nước.